acabou de botar um montão. Đầu tiên mang đến đây cửa và mát. Đây là cái cửa đây. Quay lại. Từ khách khi nào tháo ra đi ra. Vừa là bảo vệ khách hàng và vừa bảo vệ nhân viên kỹ thuật đúng không? Nhiều khi cãi nhau tranh cãi về vấn đề rất vô phần. Ở đây đặc biệt là không ai bóc mất một cái gì. Nhiều khi không phải ai bóc cái gì, một khi khách hàng thì họ nhớ nhầm rồi là bắt đầu thành cãi nhau rồi. Ở chỗ em thì như là không ai còn làm gì thì là sau khi sửa rồi bắt đầu rồi. Làm việc là một chi phí. Mua bên này thì mình chỉ có đầu tư á, mua được 2 tháng bắt đầu mua cặp giam bốn kỳ đấy. Bây giờ giam bốn kỳ là phổ biến rồi. Buổi xưa lúc mình dùng cặp giam bốn kỳ đến lúc mà mình xếp hàng ở bên kia về lúc đi ra ngoài hàng thay kiểu như nhân viên kỹ thuật ngạc nhiên. Ông này ăn chơi nhỉ. Xong rồi lúc mới ra cái hổ LED cũng làm luôn hổ. Là hổ 64 ghi thôi nhưng mà chạy nhanh. Là hổ 64 ghi xong rồi làm cái hổ gắn ngoài. Hổ 64 ghi chuyên chạy hệ hành chạy nhanh hơn. Đầu tư đúng chỗ. Anh kiểu anh cũng phải làm nhiều thứ linh tinh. Chưa biết là kiểu mình đầu tư thì nó hợp lý. Mà kiểu mình chạy, chạy nhanh và tiết kiệm thời gian. Nó được tầm được khoảng 30% thôi. Báo cách thay mê đi em. Mình làm hết khả năng của mình rồi, giờ mang ra thứ khác rồi. Bấm về bên phần về đặt hình. Nó chỉ là may mắn thôi. Báo cách thay mê đi em.
các cái máy đồ điện tử này nó càng làm tối giản đi và hiệu quả hơn. Tối giản đi các chi tiết thì ra được từ các cá nó làm. Em nhập nhờ là ví dụ mình bổ máy xong thì mình làm ra các điểm bổ vào đâu em phải đo rồi. Dạ, thì đo rồi. Con này thì nếu mà để sửa xong luôn thì chắc là sẽ không gian được. Thì em sẽ muốn rời mình cái thứ hai nữa thì em ký đổ lại. Bây giờ em làm để các bạn về kiểu nguồn nước này không làm xong luôn. Em cần có thời gian. Để em ráo ra rồi. Một cái máy cơ bản thì nó cần có một cái nguồn thì để cho máy hoạt động thì em muốn kiểm tra hết ra nữa là con này em nói ra lần đầu tiên. Lần lửa mà nào thứ hai là cái này. Đây, vào đây anh bảo này. Ờ, xong rồi, vào đây. Vào đây anh phải khan về đây. Mấy em mới vào một việc. Chống mình ngày xưa. Em mới vào một việc. Ở đây kiểu cho vừa học vừa làm vừa kiểu này. Chứ không phải là kiểu chứ ở đây anh em cũng đã học ở đâu ra hay là em học ở trong này đa phần là anh em theo công ty từ lúc mới công ty mới mở. Con này mua lâu chưa? Mua lâu thì mở với con cảnh này. Còn là ngày xưa cực kỳ 8 năm mà. Đưa ngay xong nhận giúp anh con máy đây nhé. Con đây rủ đây anh nhận. Để cho em đưa ra.
muốn gì. Một que. Anh ơi, ba anh muốn gì? Bên tầng 2 thanh như nào nhỉ? Em thấy một thanh này. Mà đây là một bộ một bộ kit 40. Đúng rồi. Cho em một cái ổ cục. Đây anh ơi. Tao phải lấy nhóm cho anh. Anh ký cho em một con chip của anh. Chip bây giờ thì nhiều hơn. Khó hơn. Đây. Ký cho em một con này nhé. Bây giờ chip là to như thế rồi. Nó cũng thế, nó không chân mạch đau nhiều. Nhưng nó tích hợp nhiều chân hơn. Anh vừa lại tặng cho một bò rồi. Thì cho em một lớp cái màn hình. Mà đi rồi. Mà đi đi vào, đứng vào rồi. Đọc hết anh ký vào. Anh ký cho em mấy chỗ rồi. Tay bay à? Cái này bay à? Không bay được nhưng chẳng may là bọn em làm thì nó dính đến bu tin đây ạ, cả cồn nhiều. Chẳng may nó chạm vào phát thì nó lại bay mất. Ký cho em vào cái bên này. Chỗ nào đấy? Đây, ký cho em vào mấy chỗ rồi. Em làm thì...